sửng sốt 10 cách làm xe khiết lỗ chân lông hiệu quả nhanh tại nhà. 10 cách làm xe khiết lỗ chân lông hiệu quả, hướng dẫn chi tiết từng phương pháp giúp lỗ chân lông thu nhỏ ngay tại nhà. Hãy thử ngay và kiểm chứng nào. Hôm nay, Khỏe Đẹp sẽ giới thiệu cho chị em 10 cách làm xe khiết lỗ chân lông hiệu quả tại nhà cực kỳ đơn giản mà không tốn quá nhiều công sức nhé. Lỗ chân lông làm làn da không mịn màng và dễ bị mụn. Đó là lý do vì sao số lượng chị em tìm tới cách làm nhỏ lỗ chân lông cho da mặt mỗi ngày không ngừng tăng lên. Cùng với thời gian, làn da của chị em dần xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, khiến mọi người luôn có cảm giác thiếu tự tin khi đi gặp bạn bè, người khác giới, đặc biệt là lỗ chân lông to khiến cho làn da kém săn chắc, mịn màng. Vậy làm sao để chống lại dấu hiệu này? Lưu ý, khi áp dụng các mặt nạ làm xe khiết lỗ chân lông tự nhiên, chị em nhớ phải xem kỹ các nguyên liệu có dị ứng không nhé. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tốt nhất, hãy thoa các dung dịch hay hỗn hợp lên vùng da dưới cánh tay để thử nghiệm trước nhé. Hướng dẫn cách làm xe khiết lỗ chân lông hiệu quả đơn giản ngay tại nhà. 1. Giữ da mặt thật sạch. Đây là một trong những điểm cực kỳ quan trọng mà nhiều chị em và đặc biệt là các anh hay ít để ý tới đó nhé. Một làn da muốn đẹp, căng miệng thì trước hết phải sạch, thông thoáng. Đặc biệt những chị em có làn da nhờn, dầu mà không biết làm sạch da mặt đúng cách thì đó sẽ là điều kiện lý tưởng cho lỗ chân lông giãn nở ra đó nhé. Do đó, để giúp làm xe khiết lỗ chân lông, trước hết và quan trọng nhất chính là phải cố gắng giữ da mặt càng sạch càng tốt, dùng các loại nước tẩy trang để làm sạch làn da cẩn thận sau mỗi lần trang điểm. Mỗi ngày rửa mặt thật sạch 2 lần bằng các loại sữa rửa mặt trắng da phù hợp với từng loại da của bạn nhé. Tiếp đó hãy dùng nước toner để giúp làn da được sạch sâu hơn nhé. Hãy nhớ mỗi lần đi ngoài trời tiếp xúc với bụi bẩn thì phải rửa mặt nhé. 2. Cách làm xe khiết lỗ chân lông bằng dưa leo. Nếu bạn đã từng xem 10 cách làm đẹp bằng dưa leo thì cũng hiểu phần nào lợi ích tuyệt vời của nó cho sức khỏe và sắc đẹp của mình. Không chỉ là một món ăn rất ngon khi kết hợp cùng các nguyên liệu khác, dưa leo còn giúp làm xe khiết lỗ chân lông cực kỳ hiệu quả theo 2 công thức dưới đây. Phương pháp 1. Rửa sạch dưa leo, cho vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 3 tiếng. Phải nhớ là lựa loại không xịt thuốc nhé, nhà trồng càng tốt. Lấy ra, cắt hai đầu, chà kỹ cho sạch mủ, để nguyên vỏ. Cắt dưa leo thành từng khoanh, dùng dao lam cắt thành từng miếng mỏng theo chiều dọc của từng khoanh, rồi đắp lên vùng da mặt. Sau khi đã đắp đều, dùng tay vỗ nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút. Nằm yên thư giãn trong 10 phút, đi rửa sạch lại bằng nước lạnh, dùng khăn bông mềm sạch thấm nhẹ nhàng. Chỉ thực hiện 1 đến 2 lần một tuần là bạn sẽ dần dần thấy làn da của mình căng mịn, lỗ chân lông khít nhỏ lại. Phương pháp 2. Rửa sạch hai trái dưa leo sạch, rửa sạch, cắt hai đầu, chà sạch mũi hoàn toàn. Để nguyên vỏ và cho vào máy, ép lấy nước cốt. Trộn với nước cốt khoảng 2 muỗng cà phê chanh tươi. Cho hỗn hợp này vào khay đá, rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh. Để yên cho tới khi nào đông đá, thì lấy từng viên ra, cho vào khăn mỏng, sạch, thoa đều lên mặt, theo vòng tròn trong 10 phút. Sau đó rửa mặt thật sạch bằng nước lạnh và thấm khô da mặt. Chỉ thực hiện 1 đến 2 lần một tuần và bạn sẽ thấy hiệu quả của cách làm xe khiết lỗ chân lông tự nhiên này. Phương pháp 1. Rửa sạch dưa leo, cho vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 3 tiếng. Phải nhớ là lựa loại không xịt thuốc nhé, nhà trồng càng tốt. Lấy ra, cắt hai đầu, chà kỹ cho sạch mũ, để nguyên vỏ, cắt dưa leo thành từng khoanh. Dùng dao lam cắt thành từng miếng mỏng theo chiều dọc của từng khoanh, rồi đắp lên vùng da mặt. Sau khi đã đắp đều, dùng tay vỗ nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút. Nằm yên thư giãn trong 10 phút, đi rửa sạch lại bằng nước lạnh, dùng khăn bông mềm sạch thấm nhẹ nhàng. Chỉ thực hiện 1 đến 2 lần một tuần là bạn sẽ dần dần thấy làn da của mình căng mịn, lỗ chân lông khít nhỏ lại. Phương pháp 2. Rửa sạch hai trái dưa leo sạch, rửa sạch, cắt hai đầu, chà sạch mũi hoàn toàn. Để nguyên vỏ và cho vào máy, ép lấy nước cốt. Trộn với nước cốt khoảng 2 muỗng cà phê chanh tươi. Cho hỗn hợp này vào khay đá, rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh. Để yên cho tới khi nào đông đá, thì lấy từng viên ra, cho vào khăn mỏng, sạch. Thoa đều lên mặt, theo vòng tròn trong 10 phút. Sau đó rửa mặt thật sạch bằng nước lạnh và thấm khô da mặt. Chỉ thực hiện 1 đến 2 lần một tuần và bạn sẽ thấy hiệu quả của cách làm xe khiết lỗ chân lông tự nhiên này. 3. Mặt nạ làm xe khiết chân lông bằng sữa chua không đường. Nếu bạn đã từng xem cách trị mụn bằng sữa chua không đường thì cũng hiểu phần nào sức mạnh của nó cho làn da. Trong sữa chua này có chứa axit lactic và các lợi khuẩn probiotic giúp ích rất nhiều trong việc làm xe khiết lỗ chân lông, giúp làn da mặt dần trắng mịn, đều màu, đặc biệt còn giúp làm giảm thâm nám. Cách làm thì rất đơn giản,
chỉ cần dùng một lượng vừa đủ sữa chua không đường, thoa đều lên mạch, kết hợp massage đều theo vòng trong 15 phút. Rửa sạch lại bằng nước mắt và thực hiện 2 lần một tuần nhé. 4. Công thức thu nhỏ lỗ chân lông bằng nước trà xanh. Nước trà xanh từ lâu đã mang sức mạnh chăm sóc da, chống lão hóa, thu nhỏ lỗ chân lông. Công thức thì khá đơn giản như trên mà thôi. Chỉ cần dùng nước trà xanh đậm để nguội, cho vào khay đá, cho vào ngăn đông đá. Sau đó lấy từng viên đá ra cho vào khăn sạch mềm, thoa đều lên mạch theo vòng tròn trong 10 phút. Sau đó rửa mạch lại bằng nước lạnh, thấm khô bằng khăn bông mềm. Chỉ thực hiện 1 đến 2 lần một tuần thôi nhé. 5. Dùng đá lạnh. Đá viêm lỗ chân lông to thường xuất hiện khi bã nhờn trên làn da quá nhiều. Do đó, việc làm sạch da hàng ngày là cách tốt nhất để giúp hạn chế giãn nở lỗ chân lông đó nhé. Cách làm thì chỉ cần cho vài viên đá vào khăn mỏng, thoa đều lên mạch hay vùng da có lỗ chân lông to trong khoảng 10 phút. Lưu ý, với những người có làn da nhạy cảm thì nên để làn da được nghỉ ngơi, sau mỗi 15 giây thoa đá lạnh không sẽ dễ bị ửng đỏ. 6. Chanh. Đây có thể coi là một trong những loại nguyên liệu làm đẹp tự nhiên mà không tốn nhiều chi phí, đặc biệt chính là cách làm se khít lỗ chân lông của nguyên liệu này. Trong chanh có chứa rất nhiều enzyme tự nhiên giúp các tế bào da săn chắc hơn, giúp các lỗ chân lông sạch, thông thoáng, dần thu nhỏ lại. Chỉ cần trộn một muỗng nước chanh nguyên chất với một chén nước lọc nhỏ và 1/2 chén nước ép dưa leo lại. Sau đó, rửa sạch tay và thoa nước này nhẹ nhàng lên mạch. Để yên trong 10 phút rồi rửa lại bằng nước là được. 7. Đu đủ. Chỉ cần dùng phần thịt đu đủ thoa lên da là bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt của các lỗ chân lông rồi đó. Công thức này không chỉ giúp làm se khít chân lông mà còn hỗ trợ tẩy tế bào da chết, giảm nhờn khá tốt đó nhé. 8. Lòng trắng trứng. Chỉ cần trộn một lòng trắng trứng với một muỗng chanh, đánh nhuyễn rồi đắp lên mạch, để khô 10 phút. Sau đó, rửa lại bằng nước ấm rồi bằng nước mát. 9. Phương pháp làm mạch nạ thu nhỏ lỗ chân lông với mật ong. Nếu bạn đã nhắc tới nguyên liệu này, không thể bỏ qua 8 cách dùng mật ong trị mụn hiệu quả. Ngoài ra, nó còn giúp diệt khuẩn và thu nhỏ lỗ chân lông. Chỉ cần trộn một ít mật ong nguyên chất và một ít đường, chanh. Sau đó, thoa đều lên vùng da có lỗ chân lông to. Nằm yên thư giãn trong 10 phút rồi rửa lại bằng nước mát. 10. Nước hoa hồng. Mặc dù đây là một trong những bước dưỡng da tuyệt vời nhưng không phải ai cũng biết và sử dụng hàng ngày sau khi rửa mặt xong. Đặc biệt với những người có da nhờn và lỗ chân lông to, chính nước hoa hồng sẽ giúp da kiểm soát nhờn hiệu quả hơn và làm se khít dần lỗ chân lông. Đơn giản vì nó giúp cân bằng nồng độ pH trên da, khiến lỗ chân lông dần thu nhỏ lại. 11. Cách đơn giản nhanh gọn nhất mà rất hiệu quả là bạn dùng mạch nạ tiêu độc. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn mạch nạ tiêu độc được nhập khẩu từ Nhật Bản. Nạ tiêu độc NT nguồn nguyên liệu đầu vào cam kết 100% nhập khẩu từ Nhật Bản và Pháp gia công sản xuất và quy cách đóng gói ở nhà máy đạt chuẩn RMP. Thành phần của nạ tiêu độc là than tre hoạt tính, đất sét và khoáng chất. Vì vậy mà nạ tiêu độc vừa thải độc da, tiêu độc da, vừa giúp khỏe da, kháng viêm. Người mụn vừa se khít lỗ chân lông, giúp da đều màu, sạch khỏe và tránh nguy cơ mụn ẩn do trang điểm hoặc thường xuyên đi đường, tiếp xúc bụi khuẩn. Hướng dẫn sử dụng mạch nạ tiêu độc chì NT. Rửa sạch mạch với sữa rửa mạch mỗi ngày. Bước này chúng tôi đã hướng dẫn. Thoa một lớp mạch nạ lên da, giữ từ 10 đến 15 phút chú ý bảo quản lạnh khi đắp sẽ mát hơn. Sau khi trải qua quá trình trao đổi chất nghĩa là giải phóng khoáng chất và thu về chất độc hại, mạch nạ sẽ tự khô lại. Sau 10 đến 15 phút đi rửa hoặc lau với nước lạnh. Đây là tính năng đặc biệt của mạch nạ, vì khi để ngoài nắng hay không khí, nạ sẽ tự khô, mà nó chỉ khô khi diễn ra quá trình trao đổi chất trên da. Một tuần nên đắp nạ 2 đến 3 lần để da luôn được thanh lọc, sạch khỏe, hấp thụ dưỡng chất từ kem dưỡng hoặc serum sẽ tốt hơn. Trên đây là 12 cách giúp se khít lỗ chân lông da mạch. Bạn có thể thử hết các cách và chọn cho mình một cách phù hợp nhất. Tuy nhiên những cách từ nguyên liệu thiên nhiên thì bạn phải lựa chọn kỹ, tránh sử dụng phải những sản phẩm có thuốc bảo vệ thực vật. Đắp xong phải chú ý rửa mạch thật kỹ, nếu nguyên liệu còn sót trên da sẽ phản tác dụng. Nếu bạn còn cách nào khác thì hãy bình luận ở dưới để mọi người cùng biết. Chúc các bạn có một làn da đẹp.